chào đầu bếp Phước Hưng. Chào Hồng Thanh. Chào bữa nay gì vui dữ vậy? Đầu bếp Phước Hưng có để ý thấy không? Dạo này Sài Gòn của chúng ta có rất là nhiều những món ăn vặt rất là ngon, như là ốc nè, bánh tráng trộn nè, bánh tráng nướng nè, hồ lô nướng nữa. Mới nhắc đến thôi mà Hồng Thanh cảm thấy thèm quá đi. Chà, nói gần nói xa bữa nay muốn Phước Hưng hướng dẫn cho món ăn chơi đúng không? Đầu bếp Phước Hưng của chúng ta không chỉ là nấu ăn ngon mà còn rất là giỏi đoán tâm lý nữa nha. Nhưng mà không chỉ một mình Hồng Thanh có đề nghị này đâu, mà có một vị khán giả đã gửi thư về cho chương trình để đề nghị đầu bếp hướng dẫn một món ăn vặt đó. Nhưng trước khi đọc lá thư này thì chúng ta sẽ cùng chào quý vị khán giả nha. Đầu bếp Phước Hưng và Hồng Thanh rất vui được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, chương trình do công ty Ajinomoto Việt Nam tài trợ. Quý vị thân mến, và bây giờ thì Hồng Thanh sẽ cho đầu bếp Phước Hưng cũng như là quý vị khán giả nghe lá thư mà vị khán giả đã gửi về cho chương trình. Mến chào chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, tôi là Minh Chi ở Tây Ninh. Gia đình tôi có hai cháu nhỏ rất thích ăn hột vịt lộn xào me. Tôi hay mua cho các cháu món này ở gần trường học. Thú thật tôi cũng đã thử nấu nhiều lần nhưng không khi nào ngon bằng ngoài quán. Chương trình có thể hướng dẫn cho tôi cách làm món vịt lộn xào me cho thật thơm ngon để tôi có thể làm cho các con tôi được không ạ? Xin cảm ơn chương trình. Và Hồng Thanh cũng có cùng quan điểm với vị khán giả này đó, đối với Phước Hưng. Một vài lần Hồng Thanh cũng đã thử làm món vịt lộn xào me này tại nhà coi là có giống như được mình ăn ở ngoài quán hay không, nhưng mà không khi nào ra được cái mùi vị và màu sắc giống như là mình ăn ở ngoài hết. Chúng ta muốn làm một cái món ăn gì đi chăng nữa thì chúng ta phải có cái bí quyết riêng của món ăn đó. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau vào bếp thực hiện món vịt lộn xào me. Đầu bếp Phước Hưng ơi, để thực hiện được món ăn này thì Hồng Thanh nghĩ là những nguyên liệu của chúng ta cũng đơn giản và dễ tìm thôi đúng không ạ? Rất là đơn giản thôi quý vị khán giả ạ. Chúng ta cần chuẩn bị những nguyên liệu như sau: 4 hộp vịt lộn, rau răm, nước cốt me, tỏi băm, ớt bằm, tương ớt, hành phi, đậu phộng rang và các loại gia vị thông thường, đặc biệt là bột ngọt Ajinomoto. Đầu tiên là công đoạn chúng ta luộc trứng hộp vịt lộn này nha. Cho nước vào nào và Hưng sẽ bắt lửa lên. Hưng sẽ cho 4 quả trứng vịt vào nè. Và quý vị ơi, khi mà quý vị luộc trứng hộp vịt lộn thì Hưng sẽ bỏ vào đây một ít muối trong cái nước luộc trứng để trứng của chúng ta có vị đậm đà hơn. Đây là một bí quyết rất hay mà đầu bếp Phước Hưng vừa mới chia sẻ cho chúng ta. Hồng Thanh và quý vị khán giả sẽ cùng ghi nhớ nha. Đó là khi luộc hộp vịt lộn thì chúng ta sẽ cho một chút muối vào để trứng có vị đậm đà hơn. Và rau răm thì Phước Hưng sẽ cắt nhuyễn cái phần rau răm này ra. Thường thường chúng ta hay đi ăn quán á, khi mà kêu hộp vịt lộn ra thì phải có một cái dĩa rau răm đính kèm. Cái thứ nhất thì nó giúp cho hộp vịt lộn của chúng ta giảm bớt đi cái mùi tanh. Còn cái thứ hai là hộp vịt lộn của chúng ta nó có cái tính hàn, bởi vì chúng ta bắt buộc phải ăn kèm với rau răm để cho nó tăng thêm cái độ ấm, nó không có bị khó tiêu cho chúng ta nữa. Bây giờ trứng cũng đã vừa chín tới thì Phước Hưng sẽ vớt trứng này ra. Hưng sẽ tắt bếp. Thì ở đây thì Phước Hưng sẽ hướng dẫn nhanh cho quý vị khán giả. Khi mà quý vị khán giả vớt cái trứng này ra rồi, chúng ta để cho nó hơi nguội tí xíu, rồi quý vị lột hết cái phần vỏ ngoài, chúng ta để ráo. Phước Hưng cũng đã chuẩn bị sẵn 4 cái trứng hộp vịt lộn lột rồi nè. Bây giờ tiếp theo thì Phước Hưng sẽ hướng dẫn cho quý vị khán giả một cái công đoạn cũng khá là quan trọng cho món ăn này. Thì Phước Hưng sẽ áo 4 quả trứng hộp vịt lộn này qua bột Ajiquick, bột chiên gà giòn, để cho hộp vịt lộn của chúng ta nó có cái độ giòn nhẹ nè và vừa ăn hơn. Nhờ đầu bếp Phước Hưng chia sẻ thì chúng ta đã biết được bí quyết, đó chính là chúng ta cần phải áo những cái trái trứng này qua bột Ajiquick, bột chiên gà giòn. Như vậy thì trứng sẽ có độ giòn nhẹ nhẹ và vị đậm đà vừa ăn. Quý vị cùng với Hồng Thanh sẽ cùng ghi nhớ cái bí quyết nho nhỏ nhưng mà rất hiệu quả này nha. Rồi thì ở đây thì Phước Hưng cũng đã bắt lên trên bếp một cái chảo dầu và bây giờ chảo nó cũng đã nóng rồi. Thì bây giờ Hưng sẽ cho 4 cái quả trứng này chúng ta đi vô chiên nha. Khi mà quý vị khán giả chúng ta bỏ trứng vào chảo rồi thì quý vị hãy chiên đến khi nào mà trứng nó có cái độ vàng rám mặt là chúng ta có thể vớt ra là được rồi. Phước Hưng cũng xin chia sẻ cho quý vị khán giả là trong trứng hộp vịt lộn chứa rất là nhiều protein nè, lipid nè, canxi và vitamin A, C vân vân, nhưng mà đặc biệt nó giúp cho sự tăng trưởng của cơ thể của chúng ta rất là tốt nữa. Rồi bây giờ công đoạn tiếp theo thì chúng ta sẽ làm cái sốt me. Chảo đã nóng, Hưng sẽ cho vào chảo là khoảng 2 muỗng canh dầu ăn. Kế tiếp thì Hưng sẽ cho tỏi băm vào chúng ta phi thơm nha. Và tỏi cũng đã thơm thì Hưng sẽ cho hết cái phần nước cốt me vào. Hưng cũng sẽ cho vào đây khoảng 2 muỗng cà phê tương ớt nè, 4 muỗng canh nước. Rồi và bây giờ thì Hưng sẽ hướng dẫn cho quý vị, chúng ta sẽ nêm nếm vào đây nửa muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, 2 muỗng canh đường, 2 muỗng canh nước mắm, cho 4 trứng hộp vịt lộn vào đây. Nước sốt ở trong chảo của chúng ta đã sánh lại thì cuối cùng cho cái rau răm cắt nhuyễn vào. Và bây giờ chúng ta tắt bếp nha.
Bây giờ thì chúng ta sẽ múc ra đĩa nha. Rắc lên trên hột vịt lộn một ít đậu phộng rang nè, và một ít hành phi nè, cho lên một ít ớt băm nữa nè. Rồi, mời Hồng Thanh. Xin cảm ơn đầu bếp Phước Hưng. Đây quả thật là một món ăn rất là ngon quý vị ơi. Vị chua chua ngọt ngọt, vừa ăn đậm đà của nước súp me nè, rồi thêm vị thơm thơm nồng nồng của rau răm nè, hành phi, rồi cả vị bùi bùi của đậu phộng nữa. Tất cả hòa quyện lại với nhau tạo thành một món ăn rất là hợp khẩu vị, rất là hấp dẫn. Hồng Thanh thích cái món này lắm đó đầu bếp Phước Hưng ơi. Phước Hưng xin cảm ơn Hồng Thanh. Phước Hưng tin rằng là quý vị hãy mau mau ghi chép vô sổ tay của mình để mà cuối tuần thực hiện cho các bé ăn và tất cả các thành viên gia đình của mình ăn nha. Quý vị thân mến, và hy vọng rằng chương trình Món Ngon Mỗi Ngày sẽ là một người bạn rất chân thành và thân thiết để giải đáp cho quý vị khán giả tất cả những thắc mắc trăn trở có liên quan đến việc bếp núc. Và nếu như quý vị có bất kỳ góp ý hay là thắc mắc cho chương trình, xin hãy gửi thư về hộp thư số 620 Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, hoặc quý vị cũng có thể nhấc điện thoại lên và gọi về số điện thoại 0838237557. Hoặc là quý vị cũng có thể truy cập vào trang web của chương trình ở địa chỉ www.monngonmỗingay.com, hay là quý vị cũng có thể tìm từ khóa là Món Ngon Mỗi Ngày để đi tới trang web của chương trình. Còn bây giờ thì đầu bếp Phước Hưng và Hồng Thanh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.